Hi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel LTM Tip của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm mà các bạn có thể áp dụng cho kênh của các bạn, đó là đăng ký bật kiếm tiền trong vòng một tuần. Và khi các bạn muốn thực hiện được điều này, các bạn phải nên nhớ một vài điều mà mình có thể nói sau đây. Và đây mình cũng nói một lần cuối cùng về cái vấn đề này thôi nha. Thì cái điều kiện mà các bạn có thể bật kiếm tiền là cái kênh của các bạn nó phải sạch. Sạch thì nó bao gồm rất là nhiều thứ. Một là những cái video trong nội dung của các bạn nó là một cái video không vi phạm bản quyền. Thứ hai nữa là cái kênh của bạn lượt xem và lượt đăng ký phải là những cái gì nó thật, chứ không phải là chúng ta tương tác với nhau để lấy những cái điều đó. Và thứ ba là khi các bạn muốn bật điều kiện kiếm tiền mà được xét duyệt nhanh á, các bạn chỉ cần nhớ một điều thôi, đó là đừng nên đăng ký cái tính năng bật kiếm tiền trước khi đủ điều kiện để bật nó. Thì ở đây các bạn có thể xem, đây là trong cái phần trạng thái và tính năng ở đây nè. Các bạn thấy cái mục bật kiếm tiền này đúng không? Thì có nhiều bạn rất vội vàng, và khi các bạn đang tương tác với nhau bằng những cái sub ảo, những cái lượt view ảo không có thật á, rồi các bạn lật đật bấm vào, các bạn bật cái này lên và các bạn hoàn thành 4 bước trong đây, và rồi các bạn chỉ chờ cái thời gian bật kiếm tiền lên, đúng không nào? Thì ở đây khi các bạn bật kiếm tiền này với những cái kênh mà các bạn không hoàn toàn sạch sẽ, các bạn gian lận, gian manh, gian trá hay là gian dối gì đó mà các bạn bật cái này, vô tình nó là một cái bức tường lửa chặn tính năng bật kiếm tiền của các bạn, và nó sẽ nằm ở đó và cho các bạn chờ đợi mỏi mòn. Tại vì khi các bạn đã bật cái này lên là các bạn được công nghệ AI của YouTube đó, nó đặc biệt chăm sóc, và cái công nghệ đó là công nghệ nhân tạo. Người ta chỉ quản lý những cái phần comment á, hoặc là bình luận của các bạn, hoặc là những phần report, thì mới có sự nhúng tay của con người vào đó thôi. Còn tất cả những cái điều khoản ở đây đều do công nghệ AI nó kiểm soát hết. Cho nên các bạn đã vội vàng đăng ký những cái bước này mà khi cái kênh của các bạn nó không phải là một cái kênh sạch, mà các bạn đang tương tác với nhau, các bạn đang bất chấp mọi thứ để các bạn làm, và các bạn mở lên và các bạn chờ đủ điều kiện rồi đó, nhưng mà chờ hoài chờ mãi bật kiếm tiền thì không thấy đâu, thấy cứ ngồi chờ hoài. Còn những bạn nào nói làm YouTube làm cho vui, làm giải trí, thì những bạn đó là xạo. Tôi nói thẳng luôn, các bạn xạo lắm. Tại vì làm giải trí, làm cho vui, các bạn đâu phải đi tìm tòi, tìm hiểu, yêu cầu súp chéo lẫn nhau, rồi các bạn bật kiếm tiền lên làm cái gì? Mà khi tôi hỏi, tôi nhắc tới, các bạn nói chỉ làm cho vui, làm kỷ niệm thôi. Tất cả những điều các bạn nói đều là nó khoác. Các bạn không chân thật trong cái suy nghĩ của các bạn, và cái hành động của các bạn nó sẽ kèm theo cái suy nghĩ đó của các bạn. Vì vậy những cái bạn nào mà đang làm cái kênh YouTube mà tương tác ảo, các bạn nên dẹp bỏ kênh đó đi. Và các bạn hãy thực hiện những bước sau đây, thì tôi đảm bảo với các bạn trong vòng một tuần cái kênh của các bạn sẽ được bật kiếm tiền. Thứ nhất, các bạn tạo một cái kênh mới, các bạn làm và để tự nhiên hoàn toàn. Và các bạn làm video do chính các bạn sản xuất. Hoặc là các bạn có thể làm những cái video của người khác mà các bạn biết cách phối lại theo cái điều kiện của YouTube. Cái vấn đề đó tôi vẫn biết, tôi vẫn làm được, nhưng mà cái này, phần này là phần những cái phần khởi đầu thôi, tôi chưa chỉ cho các bạn những cái phần nó về sau được. Các bạn những cái phần đầu này các bạn chưa suy nghĩ ra được, chưa thấu đáo ra được, thì nói tới những cái phần sau
thì các bạn cũng đâu có hiểu được. Trước tiên các bạn phải làm một cái kênh YouTube xích thật, view thật. Nhưng mà đừng vội đăng ký 4 cái bước để bật kiếm tiền quá sớm. Vì các bạn đã bật cái đó là cái kênh của các bạn sẽ được chăm sóc đặc biệt. Các bạn nên nhớ kỹ và xem video của tôi. Các bạn có thể xem những cái đoạn nào mà tôi thấy nói tôi nói dài dòng, có thể các bạn nhích qua nhẹ tí xíu để các bạn xem hoặc là các bạn nghe vào những cái phần cái chi tiết hơn. Chứ đừng có bấm theo kiểu mà nhảy vọt rồi các bạn coi không hiểu cái gì hết, rồi cuối cùng các bạn đi hỏi người này người kia tại sao, lý do tại sao lại như vậy. Đăng ký một cái kênh mới, làm tự nhiên. Có thể các bạn quay video tự mình tự biên tự diễn rồi mình đi tương tác thông minh. Các bạn nên nhớ tương tác thông minh và tương tác vớ vẩn nó khác nhau nha. Tương tác vớ vẩn có nghĩa là các bạn đang đi yêu cầu người ta, những người nào mà đang cần giống như các bạn, ship cho tôi đi, để tôi ship lại, ship qua ship lại vậy đó, không được gì đâu, bỏ đi. Tương tác thông minh có nghĩa là các bạn dùng chính cái kênh YouTube của các bạn đang thực hiện, các bạn làm rồi các bạn đi vào những cái kênh mà nó có tương tự, có cùng nội dung với video của các bạn. Các bạn xem video của người ta nói về cái vấn đề gì, và các bạn xem cái video đó, các bạn thấy nó sai hoặc là nó không đúng chính xác cái gì đó trong cái phần mà video mà các bạn đang xem á, các bạn có thể để lại một cái bình luận góp ý cho người ta. Đó là cách tương tác thông minh. Các bạn đi càng nhiều kênh có cùng nội dung video kênh của các bạn thì cái kênh của các bạn nó càng phát triển càng nhiều. Những bạn nào đang ở không, các bạn là học sinh, sinh viên hoặc là công nhân viên chức, đó là một điều tiện lợi cho các bạn, kênh của bạn phát triển nhanh lắm. Nhưng mà tại vì các bạn không biết nắm bắt, các bạn không suy nghĩ ra được, các bạn chỉ suy nghĩ trong đầu là tại sao và làm thế nào để mình có thể kiếm tiền một cách nhanh nhất. YouTube nó đâu có dễ ăn như các bạn nghĩ đâu. Và khi các bạn đã tạo một kênh rồi, đừng vào cái 4 bước bật kiếm tiền đó mà bấm vào đăng ký trong đó chỉ cho nó vội. Và khi các bạn đã đủ tất cả đủ điều kiện rồi cũng đừng nên bật liền, hãy để một thời gian 1 hoặc 2 tháng, khi đó cái lượt xem video của các bạn đều đặn rồi đó, rồi các bạn bật lên vào đăng ký vào đối tác với Google AdSense. Thì trong vòng 1 tuần đổ lại là kênh của các bạn sẽ được bật kiếm tiền ngay tức thì thôi. Tôi chắc chắn 100%, các bạn nên nhớ kỹ. Và tôi xin lặp lại một lần nữa, những cái kênh nào mà các bạn xúp với nhau, bỏ đi. Mình làm phải đầu tư, phải tìm hiểu và phải có thời gian để chờ đợi. Chứ không ai mà bước ra làm một cái gì không bỏ tiền mà tự nhiên cái có được nhiều tiền đâu. Không có, làm gì có chuyện đó. Các bạn đi làm, muốn lấy tiền người ta thì các bạn phải bỏ công, bỏ sức của các bạn đó, các bạn làm. Đúng chưa? Tôi nói như vậy thì có thể các bạn đã hiểu rồi. Và những cái kênh được phép bật kiếm tiền khi các bạn, kênh của các bạn nó đủ 12 tháng trong vòng 1 năm. Thì cái kênh của các bạn sẽ được bật kiếm tiền. Còn kênh của các bạn một vài tháng các bạn xúp chéo ảo từ lưa hộp dưa, đủ điều kiện bật lên chờ dài cổ luôn. Tại vì nó quét qua nó biết được cái kênh bạn là kênh ma. Kênh ma ở đây có nghĩa là các bạn không có làm những cái gì thật và không có đúng chính sách của YouTube. Chưa đủ cái thời hạn là 12 tháng là các bạn không thể bật kiếm tiền. Đó là cái thứ nhất. Và cái điều kiện mà các bạn bật kiếm tiền là phải là một kênh sạch tuyệt đối. Nhưng những kênh bị vi phạm bản quyền, thậm chí bị ăn gậy vẫn được bật kiếm tiền, nếu các bạn đúng nhớ đúng như những lời của tôi. Và khi cái kênh của tôi đây không có lượt xem lèo tèo đúng không, nhưng mà tôi có những cái kênh khác nữa, có tin hay không là quyền của các bạn, tôi không ép các bạn phải tin tôi. Nhưng các bạn hãy tự suy nghĩ đi, có đúng không. Và các bạn có chịu khó đi đọc những cái ebook và cách làm YouTube của người khác chưa? Đó mới là điều quan trọng trong cái cách mà bật kiếm tiền YouTube. Thì video của tôi đến đây là kết thúc, là những gì tôi chia sẻ với các bạn trong đây. Mong rằng các bạn sẽ hiểu và mình thay đổi đi cái cách suy nghĩ và cách làm YouTube mà các bạn đang vướng phải để mình có thể thực hiện một cái ước mơ gì đó. Nếu các bạn đã bước vào YouTube làm video thì trong đầu các bạn luôn nghĩ là phải bật được kiếm tiền đúng không? Chứ không có làm chơi, chứ không phải làm theo sở thích. Những người như vậy là những người nó khoác lác đúng không? Ai mà nghe mít lòng thì tôi chịu thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sẽ được bật kiếm tiền thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.